nha. Thì nãy giờ mình đã nấu xong món gà tìm ấp thiểm đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ review ăn món này cho các bạn xem ha. Mời Em các bạn chào mọi ăn cùng người, nha. mời mọi người ăn cơm trưa với gia đình em. Nay mấy bạn kia cứ thấy mình làm mồi ngon quá mà không kêu mình là tưởng bia. Ngày nay mình làm lon bia mời các bạn ha. Đó, ngon phải uống bia mới được, mới đúng bài vậy đó. Bữa nay chợ nó gần có chỗ này mà
qua các bạn ơi. Các bạn ha, vô. Thằng lẩu này cũng buồn mới đúng bài, nhưng mà nó là nhậu, bữa nay mình ăn uống chơi cho các bạn. Cái ba câu đó các bạn, này ăn đẹp da nha. Bực tóc nữa. Chỗ bậc thang có đó con. Ở chỗ bậc thang á. Nước ngon lắm mày, ngọt sớt à. Suối có cắt ra, cắt ra chút. Không. Mẹ xuống ăn đi chứ đùi nè. Nó có mồng tơi, nó cũng ngon. Đúng rồi, trước ấy mình giấy giùm mẹ không? Mời bạn nữa nha, ngon quá. Nước ngọt quá. Hết một lon nha bạn. Mời bạn cho nó luôn nha. Dạ. Ngon quá bạn ơi, nước ngon rất ngon. Nước này cũng rất ngon này. Đấy, mình nấu một nước dừa nó ngọt lớn lắm. Cần 800ml nước dừa. Ngọt quá. Củ cải trắng này ra nước cũng ngọt nữa nè. Ngớt nữa nè các bạn. Thank you.
bữa nào mấy bạn làm thử ăn với mình nha. Còn ăn luôn mời các bạn nha. Xong luôn á. Ừ. Nói đi con này, không được đâu.
mời các bạn nghe. Xuống thêm thịt gà vô. Sáng đi chợ ổng có ớt nhỏ này nè, cái đi lại chỗ mua đúng chưa, cái kế bên bán gà của chú kia ổng mua rồi, ổng cầm đi bọc rồi, cái hỏi nhỏ kế bên nó nói không có hết rồi, cái chú đâu có nhường. Từ bỏ đam mê rồi. Không nói đâu, nhưng mà nói tiền cũng được. Cái này nè. Làm gì? À, chút xíu mẹ bấm cho. Ngã thằng gà không ngồi đang nè. Đi ra trước đi.
quay được sướng hết á. Mẹ cũng mỏi tay rồi nè. Anh đi vậy? Số chết người em đi hẳn. Ông bà. Wow. Hẳn tiếc đã hết. Ý nói không có xuống đàn nó là bệnh nó mỏi tay. Mua một cái lộn về em. Hôm nay vui xong nghĩ tới ngày mai rồi. Dữ thiệt. Gà mà bạn bị lộn rồi các bạn, tị quá. Ngán gà, ngán gà đi kiếm dịch. Mấy bạn nè, ba chết rồi. Đủ chỉ tiêu. Con nghĩa khá là nấu bao nhiêu không tính gà 15.000 đến 200k. 200k là cao lắm nhé, phải không? Căng căng trăm được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại vì nó nóng quá. Cạnh tranh với anh à? Ừ, nóng quá anh là như từ. Các bạn ha. Uống hay nó được hết nước đá đi hết đi. Rồi nóng quá. Bà là hồi bếp cái là có bia có nước đá nữa. Ăn này cái gì cũng ngon nhưng mà đổi cái chảy nước mũi nhiều quá các bạn ơi. Ăn nó nóng chảy nước mũi không biết cái đồ luôn. Uống gà cái này tốt lắm. Ừ, cái đàn này các bạn ơi, mời các bạn ha. Gà nhỏ nó ăn ngon lắm, thịt nó mềm. Bởi vì tao mới nói là châu gà nó gặp có nó không. Lớn tuổi ăn cái gì cũng mềm mềm, nó ngon, nó nhỏ cũng ngon. Nghĩa hả? Trời ơi, bạn lại nó mất con gà 1 ký vậy. Em đang giảm cân mà. Giảm cân là gì? Ai nghĩ giảm cân? Giảm cân là giảm cân. Giảm số lần cân ký đi. Giảm leo lên cái cân. Mà muốn ốm á, vô đây cũng ngọt á, thì các bạn phải nên làm thực hiện chế độ giảm ăn chứ không phải giảm cân. Nói các bạn còn một cái cổ với một cái đùi nữa, hai cái đùi luôn. Đi ngủ thôi. Các bạn, thì giờ clip mình đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn thấy video này hay á, thì xin một like, một share, một subscribe các bạn. Nhớ nhấn chuông thông báo nha các bạn để nhận được những video mới nhất của mình nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn.